trong đời sống tâm linh của con người, việc giao tiếp với những người qua đời cũng như giao tiếp với thần linh là một điều không thể thiếu. Dù bận rộn mưu sinh đến đâu, con người vẫn luôn dành không gian và thời gian để chuyện trò với tổ tiên, ông bà, những người thân yêu, hay thậm chí với cả những người chưa hề quen biết đang ở một thế giới khác. Với nhiều dân tộc, nén hương hay còn gọi là nén nhang luôn được thắp lên trước khi cuộc đối thoại giữa hai thế giới bắt đầu. Phải chăng đó chính là cầu nối những người trong thế giới thực tại với những người đang sống ở một thế giới khác? Thắp nén hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên ngày buồn, ngày vui, ngày giỗ, ngày Tết luôn mang ý nghĩa quan trọng đối với người Việt. Nén hương được thắp lên đêm giao thừa như lời cảm ơn ông bà tổ tiên đã cùng con cháu đi qua bao vui buồn, thăng trầm của một năm. Nén hương mang lời mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Sáng mùng 1 Tết, thắp nén hương trước nhà chào năm mới với trời đất tổ tiên, cầu xin năm tốt lành. Người con đi xa khi về thăm nhà cũng đến bên bàn thờ, thắp lên nén hương, gửi lời chào hỏi đến những người thân yêu đã khuất. Đó là một cái cách thức để con người giao tiếp. Bởi vì nếu như trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể bằng cử chỉ, bằng hành vi, bằng lời nói rất là dễ. Nhưng mà đối với thần linh thì rất là khó. Và chúng ta có thể quy lại rồi cúng kiến, đó cũng là những cái để giao tiếp. Nhưng mà một cái cách giao tiếp qua trung gian, đó là cái hương. Trong gia đình khi chúng ta ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta thắp hương, dọn mâm cỗ để mà mời ông bà về để hưởng cái thành quả của con cháu. Nén hương thơm còn được dùng dân cúng, tế lễ thần linh. Các tín đồ Phật giáo khi đến viếng chùa cầu khấn trời Phật cũng không thể thiếu những nén hương. Mùi hương và làn khói như là những công cụ chuyển tải mọi lời nguyện ước của con người lên đấng thần linh. Nó trở thành một cái nét văn hóa đặc thù của những người theo đạo Phật hoặc theo đạo Khổng, đạo Lão. Các nước trên toàn thế giới theo Phật giáo lấy nhang để biểu hiện lên cái tấm lòng của mình đối với Đức Phật. Những nén nhang, nén hương cũng không thể thiếu trong dịp đưa tiễn một người từ thế giới này về thế giới khác. Nén nhang với mùi hương và làn khói như lời chào vĩnh biệt của người đang sống dành cho người qua đời. Nén hương với chút lửa như sưởi ấm lòng người ra đi, tạm biệt thế giới thực tại. Và nén nhang còn mang lời cảm ơn, lời tri ân những người đã nằm xuống vì dân tộc, quê hương đất nước. Sử dụng phổ biến cái hương trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, gia đình, dòng họ, cho đến tổ tiên đất nước, các vua hùng, rồi thờ cúng các thần, các Phật, tất cả các cái vị thần linh, thì người Việt đã thông qua cái hương như là cái phương tiện để giao tiếp. Tất cả những cái đối tượng nào mà phi nhân, tức là âm hồn người chết, rồi thần linh, thần thánh vân vân, đều là giao tiếp bằng cây nhang hết. Nhu cầu tâm linh của con người đối với thế giới vô hình luôn giống nhau, nhưng cách thức dùng để giao tiếp với thế giới đó thì khác nhau. Có dân tộc thì dùng hoa, có dân tộc thì dùng nước, có dân tộc thì dùng các bài hát, bài thơ ca ngợi. Trong khi đó, phần lớn cư dân Đông Á, những nền văn hóa có nhiều nét tương đồng với văn hóa Trung Hoa như Việt Nam, thì thường dùng nhang hương nói thay những điều chất chứa trong lòng. Cái chính của nó là cái khói để dẫn lên qua cái sự tưởng tượng của con người, để nó tiếp cận đến các bậc mà mình tôn thờ. Thì cái mùi hương thơm, những cái mùi hương thường là những cái mùi hương thơm dễ chịu và có khói, thì
nó tạo ra một cái không gian tâm linh thiêng hơn. Bởi vì nó có ánh sáng này, nó có mùi vị này, có hương vị này. Và trong cái không khí mà người ta biểu thị cái lòng tôn thờ, biểu thị một cái mối quan hệ kính trọng giữa người với cái đối tượng thần linh, thì chính khi mà có mùi vị, có khói hương thì nó tạo ra một không gian tâm linh riêng biệt hơn, là khác hơn là không gian bình thường. Không dừng lại là công cụ giao tiếp, những nén hương, nén nhang lâu nay còn trở thành vật linh thiêng, chất chứa nhiều chuyện quyền bí đối với con người. Sự hài lòng hoặc giận dữ của thần linh hoặc ông bà tổ tiên, những người đã khuất, được tin rằng sẽ biểu hiện qua chính những nén hương được người sống thắp lên. Cho nên thấy một cái hiện tượng tự nhiên như là cái nhang mà khi nó cháy nó vòng lại thế này thế kia, thì người ta nghĩ đó là điểm lành. Bởi vì cái giao tiếp thì thần không nói với mình được là cái đó là cái gì, cái đó là tốt hay xấu, mà chỉ qua một cái hiện tượng như thế, thì nhờ thông qua một hiện tượng tâm linh như thế, người ta nghĩ rằng đó là cái điều may mắn. Hay là cái tàn hương mà nó cháy bùng lên rất là nhanh rồi nó tàn, thì người ta nghĩ rằng như vậy là có thể là tổ tiên hay thần Phật này không chấp nhận cái thế này thế kia đây, và xui xẻo đây. Bởi vì xui xẻo thường gắn liền với hiện tượng không bình thường. Ngay cả thế giới thần linh cũng vậy, không phải lúc nào họ cũng mang tới cái tốt, cái lành cho con người cả đâu. Một số thần linh, ngay cả tổ tiên nữa, đôi lúc cũng quấy quả con cháu. Từ việc phát hiện những loại vỏ cây, lá cây, dầu thực vật có mùi thơm giúp con người thư thái sảng khoái, nhiều loại bột có mùi thơm đã được tạo ra, dùng như chất làm thơm nhà, thơm phòng của những gia đình giàu có, coi đó là điều cao quý, sang trọng. Con người lại muốn dâng món hàng quý giá cho thần linh, tổ tiên. Và rồi, nhang hương bước vào các nghi lễ thờ cúng, các nhà thờ, chùa chiền, đình miếu và các bàn thờ tư gia. Chẳng biết từ khi nào, nhang hương đã trở thành phương tiện chính để con người giao tiếp với thế giới siêu nhiên. Trên bản đồ về hương nhang và trầm của thế giới, Việt Nam là nước hiếm hoi có những cây cỏ có mùi thơm, đặc biệt là trầm hương, làm chất liệu tự nhiên dùng sản xuất hương nhang sạch, ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, chất liệu này hiện nay rất hiếm,